Active. GoPro 10 này, Insta One không có X2, bây giờ mình dùng X3 được không? Thực ra là mình thấy là nếu như mà cái nhu cầu bản thân cá nhân của mình không vào những cái môn thể thao đặc biệt như là câu cá, thể thao mạo hiểm, bay lượn hay là chạy xe máy thì cái điện thoại nó hoàn toàn có thể thay thế được GoPro luôn. Nhưng mà những cái góc quay đặc biệt từ cam 360 độ thì chỉ có cam 360 độ xịn hơn mới thay thế được thôi. Đầu tiên thì là X3 nha, không phải One X3 đâu nha. Sách, tem, khăn lau. Trong hộp chỉ có vậy thôi. Máy nè, dây sạc nè, túi đựng nè, khăn lau nè, một cái tem và một ít sách hướng dẫn sử dụng. Lưu ý đầu tiên là phải bóc cái này. Gỡ pin nè, tự động bật ra luôn, không phải rút như GoPro. Rất là thông minh. Cái cardon cao su thì chắc chắn nhìn rất là an toàn, cảm giác rất là yên tâm. Ấn pin vô này. Thẻ nhớ V30 nha. Đây, V30. Tải cái ứng dụng Insta 360 trong app trên điện thoại để mà kích hoạt. Bật máy lên cái là nó nhận ở bên trong app luôn anh em, bấm connect thôi. Lần đầu kết nối thì nó có thể là hỏi cái firmware update thì anh em nhớ là bật cái 3G hay 4G của điện thoại lên, sau đó kết nối wifi vô thì update luôn nha. Active. Bây giờ mình đang ở Hà Nội để vô lấy mấy cái món đồ quay phim mới. Đây rồi. Ôi trời ơi. Ấn tượng đầu tiên của One X3 này là màn hình to vật vã luôn. To hơn cả màn hình của GoPro luôn anh em. Màn hình cảm ứng thì rất là nhạy. Khi mà mình điều khiển menu chọn ở đây thì nó sẽ hơi rung lên một chút xíu, cho nên là nó sẽ mang lại một cảm giác rất là thật, cảm giác vật lý ấy. Sử dụng thì rất là đơn giản thôi, không cần ai hướng dẫn đâu. GoPro thì 2 nút ha, còn cái X3 này thì 4 nút. Về điều khiển con X3 này thì khá là đơn giản thôi, nó sẽ bao gồm 4 nút. Nút nguồn để bật máy lên, bật tắt màn hình để mà chúng ta tiết kiệm pin trong lúc quay. Nút Q để mà truy cập các cái custom profile nhanh, nếu mà ở trên máy ảnh thì anh em sẽ thấy nó là vòng vặn C1, C2, C3 để lưu các cái tùy chọn thông số quay khác nhau hay là chụp khác nhau. Thì ở đây chúng ta có thể custom để tạo ra được 5 cái profile cho 5 trường hợp quay hay chụp khác nhau. Và hai cái nút chỗ này chính là nút bấm vô để quay phim hay là chụp ảnh, bật tắt, nói chung là nút shutter á. Còn ở đây là cái nút mà để chuyển giữa cái camera 360 và camera không 360, ý là chọn quay bằng một cam hay là quay một lúc hai cam á. Và sẽ có thêm 3 nút ở trên cái màn hình cảm ứng. Nút đầu tiên là nút mode để mà chuyển giữa các mode quay chụp hay HDR các thứ. Thứ hai là chỉnh các cái thông số về mặt hình ảnh. Và cái nút thứ ba là để chuyển giữa cam trước và cam sau. Cam trước và cam sau. Chuyển cam sau. Chuyển cam trước. Còn lại các cái thao tác trên màn hình cảm ứng thì nó khá là giống với là các cái action cam khác. Đó là vuốt xuống để chọn setting này, hay là vuốt qua để mà chọn các cái thông số về màu sắc này kia, hay là vuốt từ bên này qua để xem các cái file mà mình đã quay ở trong thẻ nhớ. Này chưa có thẻ nhớ. Đó, cơ bản là như vậy. Mình vuốt qua vuốt lại ở chỗ này thì là sẽ chọn menu mode. Sử dụng thì đơn giản chỉ vậy thôi. Nên là về thao tác sử dụng thì anh em chỉ cần dùng qua tầm 20 đến 30 phút là sẽ nhớ được hết các cái menu và có thể sử dụng thuần thục. Mi mode là một cái chức năng rất là mới, cho phép chúng ta quay trong những cái trường hợp mà muốn nhân vật quay á, cái người quay chính là nhân vật trung tâm.
của khung hình. Cái đặc điểm của nó là quay không thấy gậy này, nhân vật, những cái người quay phim luôn luôn nằm ở giữa khung hình này. Bỏ qua một cái bước là tracking nhân vật để mà bám theo nhân vật trong lúc hậu kỳ này. Đặc biệt là nó quay rộng lên tới 180 độ cho nên chúng ta có thể là reframe để mà quay khung ngang, khung dọc hay là khung vuông. Và một cái lợi đi kèm nữa là nó chỉ quay 180 độ thôi chứ không quay 360 độ, cho nên nó sẽ tiết kiệm được một nửa dung lượng. Tuy nhiên là cái mod này thì theo mình là nên dán luôn thành một cái video MP4 thì sẽ cho ra file để chúng ta có thể dùng luôn, thì sẽ nhanh hơn là việc quay ra hai cái file và lấy 180 độ về phía bên dưới. Và vẫn còn cần một cái bước, đó là thông qua cái app Insta360 trên điện thoại hoặc là trên máy tính để mà xuất ra một cái file MP4. Và trong cái thời gian trải nghiệm của mình thì hầu hết các trường hợp mình đều dùng cái Mi Mod này, bởi vì là đa phần là chúng ta sẽ phục vụ cái góc quay tự sướng. Còn lâu lâu thì sẽ có những cái trường hợp mà chúng ta sẽ quay ở góc 360 độ ở chế độ 5K7, sau đó về crop hay là frame hay là làm những cái hiệu ứng khác. Nên là mình thực sự đánh giá rất là cao Insta360 đã nghiên cứu ra cái mod này. Mặc dù là nó chỉ là ở trong firmware, trong phần mềm thôi chứ không liên quan đến phần cứng hết, nhưng mà nó cho thấy rằng là Insta360 này rất là chịu nghiên cứu người dùng để cho người dùng có thể sử dụng một cách kiểu đơn giản hơn, sướng hơn. À, lạnh quá. Ôi trời, mưa bão. Thôi quay lại cái con camera 360 độ này thì mặc dù nó là camera kép để có thể quay được hai cam cùng một lúc ra góc 360 độ, nhưng bạn vẫn có thể lựa chọn quay một góc thôi, quay cam trước hoặc cam sau tùy các bạn, giống y như một cái action cam thông thường để mà có cam góc rộng. Quay một cam thì chúng ta quay ra được 4K30 khung hình trên giây hoặc là 3.6K60 khung hình trên giây. Góc rộng thì anh em có thể so sánh với lại góc rộng nhất của GoPro. Ok. Đây là môi trường ánh sáng studio gần như hoàn hảo nha. Đèn khắp nơi luôn, mới lắp thêm hai cái đèn nè. Quá sáng luôn, bây giờ sẽ đi ra ngoài trời. Anh em xem màu sắc các thứ như thế nào nha. Bây giờ ở phía bên trên kia là trời xanh rồi. Bão đã đi tới Lào rồi. Bão đã đi tới Atapu của Lào. Bây giờ trời xanh thì test xem mặt ai sáng hơn, trời nào xanh hơn, anh em thấy rồi đó. Theo mình thì con Insta360 vẫn không thể vượt qua được về chất lượng hình ảnh của GoPro đâu. Và tất nhiên là khi mà quay hai cam thì nó là góc 360 độ, đó là điểm khác biệt lớn nhất mà GoPro hay là các action cam thông thường không làm được, góc quay 360 độ. Tuy nhiên trước khi nói về cái phần góc quay 360 độ thì mình có một cái phần bật mí với anh em. Sắp tới khả năng rằng trong những cái firmware mới thì con X3 này nó sẽ có cái chức năng pre-rec, có nghĩa là quay trước 15 giây hay 30 giây giống y hệt như là cái chức năng hai size của GoPro ấy. Còn hiện tại thì chúng ta có chức năng loop dành cho anh em nào mà quay câu cá để bắt khoảnh khắc, hay là quay moto vlog để bắt những khoảnh khắc mà đi ở trên đường, những khoảnh khắc bất chợt xảy ra mình không thể biết được là nó xảy ra khi nào. Và dành cho anh em nào chưa hiểu thì khi quay ở chế độ loop, file quay sẽ luôn luôn là 1 phút cho tới khi chúng ta bấm nút dừng lại thì chúng ta sẽ có cái file quay 1 phút gần nhất. Chọn chế độ loop recording vào setting và bạn sẽ chọn cái thông số là cái file quay nó sẽ ngắt ở 1 phút, 3 phút hay 5 phút, và tối đa là chúng ta có thể ngắt lên tới file quay 30 phút, nhưng mà mình sẽ chọn 1 phút để giả dụ cho anh em. Và khi mà chúng ta quay, chúng ta bấm quay, kể cả bạn có quay 5 phút, 10 phút, 20 phút hay 1 tiếng thì ở đây nó cũng giới hạn lại một file sẽ luôn luôn tách ra ở khoảng 1 phút. Và khi mà chúng ta gặp một cái trường hợp ví dụ như là lúc mà câu cá cắn hay là đi ra ngoài đường mô tô vlog mà gặp một cái trường hợp gì đó, một cái cảnh gì đó mà hay ho thì mình chỉ cần bấm stop là cái file nó sẽ ngắt và mình sẽ có nhiều file và mình có thể lấy cái file cuối cùng để mà dùng. Điều đặc biệt ở đây nó không phải là ngắt file mà là nó sẽ xóa cái file cũ nhất khi mà cái thẻ nhớ bị đầy. Vì vậy cho nên chúng ta sẽ không cần phải thay thẻ nhớ mà chúng ta sẽ luôn luôn là quay liên tục tới khi nào mà chúng ta bắt được những khoảnh khắc. Anh em sẽ xem những cái tip trick mà kiểu như là ném quả bóng trúng cái rổ ở rất là xa, hay là ném cái lá bài ở rất là xa nhưng mà trúng á, thì cái chức năng loop recording này sẽ giúp cho việc mà quay phim nó dễ hơn, thay vì việc là quay đầy thẻ nhớ thay một cái thẻ nhớ khác hay là lại xóa file trong thẻ nhớ đó đi, thì cái chức năng loop này chúng ta không cần phải xóa file nữa. Khi nào mà chúng ta làm thành công thì chúng ta quay cái lần cuối cùng đó thôi. Anh em có hiểu cái chức năng loop recording này chưa?
rất là xịn ấy. Cái lúp mod này mình thấy nó hay hơn con GoPro ở chỗ là nó vẫn cho chúng ta sử dụng cái lock profile, thay vì GoPro là nó tắt luôn cái Pro Tool. Quay lại cái cam 360 độ thì tất nhiên là nó quay được góc 360 độ và nó làm được tất cả những thứ mà những camera 360 độ khác làm được. Đối tượng muốn quay thì sẽ luôn luôn nằm ở trong khung hình bất kể là có đứng đâu đi nữa. Và tất nhiên là về nhà chúng ta có thể tự chọn lại góc quay. Mà hay ho ở chỗ là những góc quay mà mình chọn lại từ cái video 360 độ thì nó rất là thú vị. Nên cam 360 thì nó đặc biệt hữu dụng với những anh em nào mà chơi những môn thể thao hoặc là các môn mà dùng cả hai tay, ví dụ như là leo núi, chạy mô tô, nhảy dù, lướt sóng, thì cam 360 là cái lựa chọn tốt nhất, tốt hơn action cam nhiều. Mình tạm liệt kê ra những thứ hay ho của việc quay camera 360 độ. Về nhà chọn lại góc quay này, dấu gậy này, giống như một cái người nào đó quay phim cho mình, hay là một cái drone bay theo để quay phim góc nhìn như là trong game này. Multiview này, add thêm một cái khung hình nhỏ trong cái một cái video thì chúng ta có ba tùy chọn, là một cái khung hình nhỏ phía bên trên, hay là chia đôi màn hình hai góc, hoặc là chia đôi hai cam, một cam trước một cam sau ra hai cái màn hình. Freeze frame là kiểu như là mình đứng hình ở một cái khung hình nào đó, xong rồi nhìn qua nhìn lại cả thế giới đang đứng yên, rất là thú vị. Xuất ảnh 360 hay là xuất ảnh reframe từ cái video 360 này, hay là tăng tốc, add blur motion cho nó này, hay là add thêm filter màu này. Thực ra thì mình cũng đã làm một cái clip khá là chi tiết về cam 360 1x2 rồi, anh em có thể xem cái clip đó. Nãy giờ nói toàn là về điểm hay, nhưng mà còn về nhược điểm thì tất nhiên nó vẫn còn tồn tại những cái nhược điểm, đó là khởi động chậm này, so với GoPro thì khởi động chậm hơn này. Bây giờ test cái nút bấm quay luôn nè, bấm quay luôn nè, xem nào quay nhanh hơn. Ô, GoPro lên cái là quay liền luôn. 2, 3, start recording. Đó, chậm hơn khoảng 4 giây anh em ạ. Nếu mà chọn quay bằng một camera trước hoặc sau á, thì chất lượng hình ảnh của nó vẫn chưa thể so sánh được với lại GoPro. Và chưa thể nào quay ra cái video 360 độ một cái file MP4 luôn, mà vẫn sẽ là quay ra hai file riêng biệt. Một cái file từ camera trước, một file từ camera sau. Và sau đó vẫn sẽ phải dùng một cái app đó là Insta360 Studio để mà dính lại và xuất ra file MP4. Lúc đó mới có thể import vào những phần mềm biên tập thông thường như DaVinci Resolve hay là Premiere hay Final Cut. Điều này khá là tốn thời gian. Nhưng bù lại thì nếu như sử dụng trên điện thoại để mà xuất ra những cái đoạn video ngắn upload lên mạng xã hội thì nó cũng rất là nhanh. Cái wifi của nó truyền qua điện thoại cực kỳ nhanh. Và theo như công bố thì nó tốc độ nó truyền wifi của nó đã nhanh hơn gấp 2 lần so với bản X2. Còn anh em thì sao, anh em đánh giá gì về con X3 này? Không phải One X3 mà là X3 nhá. Thì hãy bình luận phía bên dưới nhé. Ok, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.